Em ra dâu đó đang ngồi tính coi sao sao. Cái xóm này là cái xóm nghèo ở gần bãi đá, gần bến đá Cô Tô, thuộc ấp Sóc Chiếc. Ra đây là ra ngay bến đá. Bến đá Cô Tô nè, tàu bè nó vô đây đúng không, phải chờ cái đá là nó vô đây. Mình bán bánh này, bánh cam bán sao vậy? Dạ, bánh 2.000 chú ơi, tiếp mấy gái vô còn luôn nè, hai cái mình ấy vậy. Cho hai cái bánh cam. Biết bao cái cho 5.000. Bao cái 5.000. Bán bốn luôn đi. Bà lấy con dao dùng bánh này. Dạ, lấy con dao thì bán cho cái 5.000. Bánh cam này, lấy bánh cam này nè. Lấy ngàn đứa phải không? Dạ. Bánh cam, cái này cũng cam nữa. À, cái này là đường nhúng, cái này đường sao, chứ cũng bánh cam nữa. Bánh cam đường sao, còn cái này bánh cam đường nhúng. Dạ, cũng đường này, làm các kiểu. Cái này bánh bò, còn cái này. Cái này bánh cam mặn. Hả? Cái này cũng bánh cam mặn, bánh sáng. Bánh cam mặn. Dạ, cái này cho mì, cái này bánh bò. Bánh bột mì, cái này bánh bò. Rồi, bây giờ đó. Cũng sắp hết rồi, bánh cam, bánh cam. Cái này, dạ. Ở vòng vòng đây là bãi đá Cô Tô, chuyên môn là các loại đá, đá mì, đá 42, rồi đá đủ thứ loại đá hết. Mà ở đây thì cũng có nguyên cái làng, nguyên cái chỗ người ta ta chẻ đá nữa. Cái mỏ đá Cô Tô nó kéo dài xuống đây nè, ở trên kia là mỏ đá, còn dưới này là bãi bãi đá. Nguyên cái chỗ này á, là bà con người ta chẻ cột đá này. Đông lắm, nguyên cái bãi này ta làm đông. Để vô đây quay mà. Dấu này dấu người ta cưa nè, người ta cưa cục đá, người ta mới để mấy cái cục, mấy cái đục này vô, để dọc nè, đó, để dọc nè, người ta mới đóng, đục nó từ từ, ta mới đóng nó xuống từ từ, từ từ nó nứt cái nó mới nó trẻ ra.
nó bể cục đá ra. Hồi xưa là người ta đục bằng tay không à, bây giờ người ta cưa bằng máy. Đó, người ta đục từ 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 nó nứt xuống rồi cái nó lấy cục đá trẻ ra lòng hai. Hồi xưa làm bằng tay đục không mà bây giờ có máy cưa rồi, cưa rồi người ta mới đục, người ta mới nêm. Cái này kêu bằng cái gì anh? Nẹp. Hả? Nẹp. Cái nẹp hả? Rồi mới để cái này vô chỗ cái rãnh, rãnh cưa rồi nó đục từ từ vậy nè. Rồi nẹp nó xuống từ 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 rồi nó mới nứt ra. Đường nứt rồi, rồi xéo rồi, xéo rồi. Đây em đi xéo rồi. Đồ nó đi ngang đây luôn. Cái này chơi xéo rồi, lấy được con khúc này nữa. Bên đây phải cưa một cái nữa hả? Nó mất công. Cái này mình tính cột hay sao chị? Một cột thì mình được bao nhiêu tiền? Nó nhiều loại ha. Cột dài, cột ngắn, cột lớn, cột nhỏ. Mỗi ngày làm được mấy cây trời, cây bự nữa. Đâu dễ đâu ạ. Vậy cũng sống được ha. Mà công việc mình có nó quanh năm suốt tháng hay là? Vậy là tính ra ngày cũng được 200-300 á. Ờ thì người thì 200-300. Hai vợ chồng một ngày được 500, tháng cũng bộn bạc rồi trời. Hả? Nó cũng cực. Còn điện tiền xưa hồi trước mấy năm trước tôi xuống đây thấy toàn là đục bằng tay không, rồi trời đục từng cái lỗ rồi mới nêm vô từ từ, bây giờ có cưa máy làm cũng êm. Hồi lúc mới kìa, lúc mới ở đây toàn là đục tay không à. Thấy ngồi đục của từng cây thấy quải luôn. Bây giờ thì ai ai cũng xài cưa hết. Hồi trước có người thì người ta đục tay, có người người ta cưa. Rồi bây giờ cưa hết rồi. Thôi bởi vậy. Cái giải phóng đâu có người Việt đâu. Bây giờ từ ngày mở cái... thì ra giờ người Việt vô đây đông. Hồi xưa ở đây không ai ăn mà ở đây hồi xưa sốt rét dữ lắm trời. Tôi trước tôi ở dưới Kinh nè, rồi mới giải phóng á, rồi tôi ở dưới, rồi lâu lâu á mình lên đây mình kiếm rau bậy bạ trên này về mang cái bệnh sốt rét về luôn. Hồi xưa sốt rét dữ lắm ra đây á. Từ ngày mở cái mỏ đá mới có người Việt vô đây đông á, chứ hồi xưa không có người Việt.
chất dân ba thuê qua đây đông hả? À, bên đó là nghề đá trước tiên nè. Tôi cũng còn ở nhỏ cháu ở đây hả? Dạ, con cũng không biết. Đây có cái nhà, nó cách như cái nhà villa trên đó được 5 hay 5 triệu. Quá là em giống. Nó kêu xéo mùa mây. Nó xéo mùa mây. Cái này cũng mấy mình. Còn mấy cục nhỏ như vậy tay cho mặt.